Thấy nó tính ghê chưa? Cái chỗ này để mình tì vô luôn nè. Nè nè nè. Cái chỗ nè, để mình tì vô luôn nè. Mình tì vô mình mới có lực mình ra. Chứ đứng dậy ra hơi khó, hiểu không? Má mày đi tì mày chỉnh ghế vậy đó mày. Mày đá bớt. Xong rồi lo nhìn cái máy không mà đi dấp vô đây té một cái mục nằm ở đây phát một. Thì tội thằng nào? Thôi chuyện USA High-End Equipment Instruction. Cẩm năng hướng dẫn sử dụng nhanh thiết bị Hoa Kỳ tại Toy Dream Center. Chào mừng các bạn đến với chương trình hướng dẫn sử dụng thiết bị Mỹ Đế 2M của THOL Dream Center. Tôi là Duy Nguyễn, THOL Founder. Rồi, chào mừng các bạn đến với chương trình review máy đọc của anh Duy Nguyễn. Hôm nay Duy Nguyễn đứng đây sẽ review bằng cái máy bạn chưa thấy bao giờ, mà tôi cũng chưa thấy bao giờ luôn. Mà tôi mua, tôi cũng không biết là tôi mua luôn. Nó, như vậy nó mới ghê. Tại vì nói chung mà đặt hàng á, tật á, mà đi khi mà order máy á, thấy là chọt. Nhiều khi mà cái thằng nhà sản xuất á, nó còn tư vấn ngược cho Duy nữa. Nói là tao thấy được, tao được, kìa nó bỏ vô luôn. Rồi xong rồi cái tụi mình ngồi đó mình tỏ tiền. Thì ngày hôm nay nó có một chiếc máy nằm đây. Chiếc máy nằm đây, lạ đúng không? Bạn nhìn này không có lạ đâu, bạn nhìn cái đít nó mới lạ. Nè, cái khung ở dưới nè. Không biết nó chạy làm sao, không biết nó chơi làm sao mà nó ra được cái máy này có tên là gì? Olympic. Tại sao những cái máy nó có tên là Olympic? Những cái máy nó Olympic là những cái máy mà nó sử dụng cái cây Olympic nha. Thì nó là những cái máy Olympic. Thì cái máy này là máy đẩy ngực, nó kêu là pen press. Đúng không? Olympic pen press. Nhưng mà nó có cái lạ là forward. 4-way là 4 chiều. Tôi cũng chả hiểu sao nó 4-way nó 4 kiểu á. Tức là quay là kiểu á. Tức là 4 kiểu là kiểu sao ta. Mình khám phá coi nó 4 kiểu làm sao nha. Nhưng mà nói thiệt các bạn, giờ mới vô gặp máy này không biết chơi sao luôn. Vậy thì cái máy là thích hợp cho ai? Phải nói, phải chịu đối tượng nha. Con gái đi ra. Thôi. Đàn bạn gái đi ra chỗ khác chúng tôi. Con gái đừng vô cái máy này không có tác dụng gì trơn trọi hết á. Nói thẳng luôn. Đó. Rồi ví dụ như mấy anh tập bự, mấy anh bự như tôi nè. Máy bự như tôi cũng đi ra luôn đi. Vô cái máy này làm gì? Đúng không? Đó, như Nguyễn vô máy này thua luôn. Nó tác dụng gì làm màu à? Làm video thì được. Vậy máy này tác dụng trai, chuyên đối tượng duy nhất thôi, mấy hạng trai. Mấy hạng trai chưa biết tập mà có tiền. Nó thuê PT. Nó thuê PT. Thằng PT nó mới support được cái máy này. Chứ cái máy này mà solo mình thôi thua. Đó. Bạn nhớ tôi nha. Máy này dành cho PT giải khách. Chứ cái máy này tôi thiệt á, để mà tôi chỉnh thôi tôi nghỉ luôn. Chỉnh mệt lắm. Chỉnh không nổi. Ví dụ giờ ngồi thật sự với bạn đẩy vai đi. Ví dụ giờ vô giày nè. Thằng nào chỉnh sẵn là vô ngồi thôi chứ. Mà lỡ tôi muốn đẩy vai tôi đẩy ngực thì sao? Đúng không? Ví dụ này là vai ok. Thằng nào chỉnh thẳng tôi ngồi luôn. Mà tập thì nó ngon nha. Nó ngon lắm. Vô đẩy đã đâu luôn á. Nói chung tạ THOL nó chịu được bên trên là 20kg. Nên nó không có bật đâu mà đừng sợ. Nè bảo đảm bạn không bao giờ bật. Xong cái bổ vào đây, cái họ ông kia ông đạp máy này mới niễn giò. Mày lao rồi bỏ. Lao thôi. Lao rồi ok cất khăn. Này cái ót á. Cái ót bạn dựa vô được cái này. Đẩy vai á. Đẩy vai mà cái máy mà nó ngon nhất á là cái ót á. Này nè. Bạn để vậy chứ bạn vịn vậy thì nó không đã lắm. Đúng không? Tự nhiên nè. Đó để ra vậy nha. Rồi. Đẩy. Không? Tay xuống. Khó thấy bà luôn chứ không phải dễ đâu, khó lắm. Nên này phải có PT. Như tôi kêu tôi đẩy vai vô máy này thôi tôi nghỉ luôn. Tôi ra ngoài tôi đẩy, ai đâu đẩy vô đây cực vậy. Đúng không? Yeah. Bè.
Gác lên. BT nó lo. Ủa vậy thằng BT lo làm sao? Nè có hai ghế cho đứng nè bạn. Vô đứng vậy nè. À. Thấy nó tính ghê chưa? Cái chỗ này để mình tì vô luôn nè. Nè nè nè. Cái chỗ nè, để mình tì vô luôn nè. Mình tì vô mình mới có lực mình ra. Cái đứng dày ra hơi khó hiểu không? Tì vô, lực ra. Xong thằng BT tập tay. Đó, đó, lên. Lên. One more. One more. Oh, one more. Oh, lên, oh yeah. Rồi, lấy tiền. Giờ qua vị trí thứ hai. Thì mình đón nó là gì? Vậy thì mình phải nhìn coi cái máy này chỉnh chỗ nào. Nè, cái chỗ này chỉnh nè, một cái chốt ở đây nè. Giờ phải nghiên cứu chỗ chỉnh nó nè, cái chốt dần dần đang biết chỉnh gì nè. Còn chốt nào nữa không? Cây này không biết chỉnh được không ta? Ờ, cây này kéo kéo được nữa nè. Cứng vậy. Bởi vì cái máy này, nó thiệt, con BT nó làm thôi. Chứ mà tôi khách tôi vô máy này tôi bỏ luôn. Tôi mệt quá. Ê, kéo được rồi. À, hiểu rồi nghe em nghĩ. Nghĩ này chơi cắt cớ nè. Rồi, dứt lên. Rồi, kéo ra. Kéo rồi sao nữa. Ê. Nó. À, thì ra mày chỉnh cái này. Đó, để khám phá được một cái phát minh vĩ đại. Để chúng ta tập bài ngược trên. Rồi, vô đẩy ngược trên coi. Vậy sao lấy? Không lấy được. Tôi chán rồi đó. Tôi chán luôn. Không có BT căng ba. Rồi ok được. Tôi là BT nè. Anh ngồi đây chờ em xíu. Anh cuốn Amidolin đi. Anh cuốn Amidocam đi. Anh cuốn Súp Cung Diêm Nguyễn đi. Mọi chuyện đem lo. Rồi xong nó vô lo. Đó. Xong vô lo. Anh ngồi nghỉ anh. Rồi vô lo sao. Ê nó lo này kéo ra đây xíu. Rồi anh ngồi bình tĩnh em thử cái đã. Còn ghế mà anh quan ghế có người thử độc. Vô. Đó. Rồi ok. Có mẹ có được rồi đó. Anh cao bằng em. Rồi chắc em tập được. Anh tập được rồi vô. Anh vô nằm anh. Rồi từ chờ anh chút. Nữa nè. Rồi vô anh. 1, 2, 3. Anh em hợp tác nha. 1, 2, 3. Rồi đỡ anh kia ra tập. Rồi xong anh tới anh khách. Anh tới anh khách. Anh kia nó đỡ. Nè anh khách sao. Nhớ vào cái gót chân chấn vô đây nha. Đây cũng được, muốn đâu đó là đâu à. Hít thì đây. Đó. Đó. Vô. Ơ, đẩy không ra được. Không ra được. Má mày bị tiên thì mình chỉnh ghế vậy đâu mày. Không mày. Dạ, xin lỗi, lỡ. Chút xíu nữa. Quá là bị tiên không dễ ăn đâu quá. Thấy chưa? BT sàn. Rồi vô, rồi được rồi. Nhớ với mày. Ủa lần sau chỉnh đàng hoàng mới kêu tôi vô nha. Dạ, em xin lỗi anh. Thôi, rồi vô đẩy anh ơi, anh khó quá. Tao có tiền, tao có quyền mày ơi. Thôi. À, ngon lành. Tác dụng con BT là không để cho tạ đè khách nha. Rồi bây giờ chắc cũng chỉnh cái này nữa thôi chứ có gì đâu chỉnh. Bây giờ nó tóm lại nãy giỡn thôi. Giờ cái cần bên đây nè là cần kéo ra kéo vô. Ok. Rồi cái cần bên đây nè rút chốt á là cái cần mà gọi là chỉnh lên chỉnh xuống. Thì bây giờ muốn lên xuống thì phải ra vô cái nó mới lên xuống được. Thì phải cầm cái cần này kéo lên cái để chốt cái nó mở ra rồi mình chọt. Đó. Rồi khi á mà cái cần này á là cái cần ra vô nè thì mình chỉnh cái ghế cho nó phù hợp với cái cây này. Cái lên xuống á là tác dụng vô vai, ngực trên, ngực giữa và ngực dưới. Đúng không? Nhưng mà khi mà chúng ta chỉnh đổi cái thông số mà lên xuống á thì cái ra vô nó phải phù hợp. Nó phải cân bằng cả hai thông số đó chúng ta mới tập được bài này. Mà nó tóm lại để chỉnh được hai này nó mệt quá. Để cho thằng BT nó lo. Đúng không? Còn mấy bạn nào mà tập mình á thì ở trong phòng gym BBT, THOL gym á nó có quá nhiều máy đi. Không có cần phải chen chút vô máy này đâu.
Rồi tiếp. Nó giờ chỉnh nè, đúng không? Chỉnh cho nó ra luôn, để cho hạ ghế xuống. Đầu tiên mình chỉnh cái ghế này xuống nè, đúng không? Hả, kéo ra hạ xuống. Rồi nó ấy chưa? Nó ấy chưa bà? Nó ngang ngang rồi đó. Thấy nó hơi dốc dốc chóng mặt đúng không? Lên mất đi. Lên mất lên. Vậy cũng được rồi đó. Đừng có tuột cái đầu ra làm sao máu nó dồn não. Rồi bây giờ chúng ta coi ghế này chỉnh được không? Thôi ghế này thua bắt ốc chết luôn rồi. Ghế này thôi thua rồi. Nó bắt ốc chết rồi nha mấy em. Rồi như vậy á thì mình nhìn coi mình cầm cái cây này mình ra mình lấy được hay không nè. Duy là dân chơi thì Duy nhìn là biết là không được rồi đó. Nhưng mà giờ nằm vô chỗ nào để biết không được. Đó, nằm vô. Cái mắt á nó phải thẳng cái cây. Bạn nhớ bạn chỉnh làm sao cái mắt bạn nó phải thẳng cái cây. Mà muốn mắt nó thẳng cái cây á thì giờ phải nằm dày. Nằm dày cái lưng cho này nó ghê ghê. Nhưng mà khi tập rồ rồi chổng đít lên nó cũng không ghê. Nhưng mà nằm dày cảm thấy nó khó chịu, nó không happy lắm. Không happy lắm thì bò ra kêu BT nó chỉnh lại. Kéo ra nữa. Kéo hết mắt luôn rồi làm sao. Nó kéo vậy luôn đó chắc chắn là được rồi. Rồi quá đẹp. Trời ơi thằng nào chỉnh hay vậy ba. Ai chỉnh hay vậy. Like cho thằng chỉnh cái. BT chỉnh nha. Rồi đẩy ngực. Thấy không, cái mông nó nằm ngay lỗ luôn, đã chưa. Cái cưng không mấy em. Mông nằm ngay lỗ luôn. Phù hợp với đậu kem. Đẩy. Giờ quay 4 nè, quay 4 là chắc chỉnh này, thấp xuống nhất. Rồi, ok. Đó, quay 4 rồi đó, nó đẹp chưa? Ngực dưới. Ngực dưới. Mà thường á thằng quay 3 với quay 4 rồi nó như nhau. Mình ít cần phải chỉnh. Thằng quay 4 là cầm này. Cái này để dành cho thằng quay 4 nè. Đó, rồi. Cái này móc vô nha. Nè, thấy móc cái mũi vô không? Ráng còn bắp chuối một cái nha. Rồi giật. Rồi ok. Vậy thôi. Đó là 4 quay rồi đó. Tập xong rồi tháo đi ra thôi, BT nó lo chỉnh máy lại. Rồi thằng BT mà để máy này nè, là gặp Duy Nguyễn nè, đánh đầu đá bóp. Nó chỉ mày sao mà để máy vậy mày? Lý do đập nó là nó cản trở lối đi. Đúng không? Nó cản trở lối đi. Cái lối đi người ta đẹp như nè. Đúng không? BBT thiết kế lối đi với ý đồ. Đầu tiên tự cửa mở đâu chưa, làm cho cái cho coi nè. Đó. Ở đây nè không? Nè, leverage. Nè không? Leverage quay flat. Đúng không? Rồi mở cửa đi vô. Gặp liền một cái máy 130 triệu. Gặp liền một cái máy 130 triệu là ấn tượng. Nguyên cái vàng Ben Rack ở đây. Nguyên cái vàng Lý và Địch ở đây. Xong rồi thẳng đường đi. Nhìn ra cái máy City 400 cũ đằng kia. Xong rồi lo nhìn cái máy không mà đi dấp vô đây. Té một cái mập nằm ở đây phát một. Thì tội thằng nào? Tội thằng BT chứ tội thằng nào? Nhớ cái điểm này là anh thi đó. Thằng BT mà để cái máy chỗ này là chết danh liền. Nó phải về dọn cái máy vô về vị trí số 1. Vị trí số 1 là vị trí nó chiếm ít diện tích nhất. Ok. Nót lại. Nhưng mà có một đặc điểm với nó cho các bạn nhớ. Chiếc máy này không dành để tập nặng nha. Chiếc máy là chiếc máy dành cho những người ta tập, ta dạy BT này nọ là cái kiểu đó là chính. Mục đích chính của máy này nó là như vậy. Chứ các bạn phải vô bạn chơi bằng thể hiện tập bench press và tập chơi gì qua này. Powerlifting đồ các kiểu là không được. Bạn muốn powerlifting bằng qua anh kia kìa. Đó bằng qua mấy cái máy truyền thống đó bạn powerlifting. Nên cái này các bạn nhớ cho nó kỹ, thấy không? Tất cả những cái máy trong phòng gym nó đều có một sứ mệnh của riêng nó. Chúng ta sử dụng đúng sứ mệnh của nó thì cái máy nó mới phát huy tác dụng. Đó. Nó là Duy chỉ tập mức tạ là 20kg một bên. Hai bên 40 với cây đòn 50 cho cái máy này thôi. Ok, xem Duy biểu diễn đây. Chơi truyền thống luôn đi ha. Set 12. Rồi, Duy Phan, nhạc lên. Yes sir. Yeah. Hey. Bam. 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 Bam.
Nhà nào giàu mua cái máy này về tập được nguyên full cơ chế press luôn. Nhưng mà giàu nha. Đó là vị trí để vai ưng nhất. Ưng nhất luôn. Rồi, mình đã trải qua là 4 quay rồi đúng không? 1, 2, 3, 4. Nó, cái quay này là quay kết thúc để cho phòng tập nó gọn gàng. Rồi, chúng ta lùi ra thì chúng ta tập được ngực trên, ngực ngang và ngực dưới. Hãy cùng Duy Nguyễn đến Hoa Gym để khám phá, trải nghiệm những series máy tập đẳng cấp hàng đầu hành tinh. City Full Run 400 triệu. Và đây là chiếc máy mắc tiền nhất chỗ này, 300 triệu. Thiên đường tạ thẻ phi quay. Chiếc máy 130 triệu. Power Rack 2M Half Rack đẳng cấp thế giới. Xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam. Phân phối thực phẩm bổ sung thể hình và mạng lưới trung tâm gym THOL lớn nhất Việt Nam. BBT, anh cả tiên phong ngành gym và supplement. Duy Nguyễn, BBT Founder.